Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh, Đài tiếng nói Việt Nam là cơ quan truyền thông quan trọng hàng đầu cả nước. Việc chỉ định đồng chí Đỗ Tiến sĩ làm bí thư Đảng ủy Đài tiếng nói Việt Nam thể hiện sự tin tưởng của Bộ Chính trị, của Đảng bộ Đài tiếng nói Việt Nam. Mong đồng chí sẽ nỗ lực hết mình với tinh thần đoàn kết sáng tạo cùng tập thể cán bộ, đảng viên xây dựng Đài tiếng nói Việt Nam thành tập thể vững mạnh, xứng đáng là cơ quan truyền thông mạnh hàng đầu cả nước. Đồng chí Đỗ Tiến sĩ bày tỏ sự trân trọng đối với trọng trách mà Bộ Chính trị tin tưởng giao phó, hứa sẽ cùng Đảng ủy Đài thực hiện tốt nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đảng ủy đã đề ra. Bí thư Đảng ủy Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương trong mỗi nhiệm vụ của Đài, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình hành động của chính phủ trong nhiệm vụ đưa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 vào cuộc sống.